Chào anh em nhé, tiếp tục lại lên sóng một em dòng hút ẩm Winpool nữa. Dòng này thì là dòng VIP, dòng cao cấp, dòng thiết bấm cảm ứng anh em nhé, thiết bấm của ứng nhiệt này. Đây, thì công suất vẫn là dòng 20 lít thôi anh em nhé. Dòng này là dòng cao cấp hơn, đời mới bây giờ và rất lặng luôn. Gần như là khi bạn xách lên cảm giác nó lặng kinh khủng luôn. Trọng lượng là tầm 15 kg các bạn nhé, tức là trong phân khúc hút ẩm thì không con nào lặng bằng con này trong cái dung tích này anh em nhé. Lặng đúng 15 kg. Đây phía bên trong này anh em, những dòng đời mới thì anh em không phải lo lắng về trong già. Thành đồng này, đây, mình đang test đây, mồ hôi hiệu đợi đầy đủ hết rồi. Lốc là của Hitachi sản xuất các bạn nhé. Con này kinh khủng, nó lặng nó quạt rất là to. Quạt con này rất là khỏe các bạn nhé, chạy như bão luôn. Đây là chúng vi điều khiển nó lên này. Motor cửa vẫy này. Con này kiểu dáng rất là sang trọng đẹp nha. Anh nhìn này, rất đẹp nha, kiểu dáng rất là sang, đẹp nhất trong các dòng hút ẩm. Nếu mà mình cảm nhận phía trước này anh em có như lẫy đây, kín ấn và nó bật cái mặt trước ra. Này anh em có thể xem được. Đây, còn ấn lẫy cho mình. Như dòng đây kín ấy, lẫy trước này. Rất đẹp luôn các bạn nhé, rất sang. Dung tích là 20 lít. Cho anh em xem qua thông số phía bên sườn đây. Model sản phẩm là Winpool DP2000, dòng đời mới bây giờ anh em nhé. Công suất 20 lít, 12 lít đối với độ ẩm 60 và 2 lít đối với độ ẩm 80%. Cũng rất là khỏe này, 420W này. Thường các dòng hút ẩm thì cái công suất của nó chỉ trung bình tầm 200 đến 220W, còn này 420W hoặc 300 nó tùy theo đùa anh em nhé. Đây, đầy đủ thông tin. Đây là cái vị trí nha, bạn muốn có thể bạn bỏ này ra, bạn cắm cái đường nước ra đây, có một cái chỗ xoáy này, bạn xoáy ra để bạn cắm vào cái đường nước ra chảy chậu nước anh em nhé, không phải đổ. Cái kiểu dáng này rất là sang chảnh đẹp luôn. Phím bấm thì là phím bấm cảm ứng luôn. Đấy, có màn hình LCD hiển thị độ ẩm ở đây anh em nhé. Các chế độ quạt gió này, hai trung bình thấp cao và ấn như mình đây. Con này mình chưa vệ sinh. Đây các chế độ auto này, liên tục này, hay chế độ thấy quần áo này. Đấy, còn đây là thời gian hẹn giờ này. Đấy, mấy giờ hẹn gì ở đây nhá. Còn đây đèn báo nước đầy nó sẽ báo ở đây, rất đơn giản thôi anh em. Bật tắt tổng ở đây. Con này thì là dòng Winpool cao cấp, dòng mình cảm thấy là dòng đẹp nhất, vừa sang vừa đẹp, rất lặng luôn. Cũng may có bánh xe tiện di chuyển. Ok nhá. Anh em cảm giác mà yêu quý mà hợp em này thì báo của mình qua số điện thoại 0979 665 264.